Chuyển sang tin tức về an ninh trật tự và tội phạm tại Đà Nẵng. Ngày 30 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố này đã mở phiên tòa lưu động xét xử đối với các bị cáo là Nguyễn Thị Xuân Anh, sinh năm 1986, Nguyễn Thị Hồng Ngọc, sinh năm 2001, cùng trú tổ 17, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, về tội mua bán trái phép chất ma túy. Chỉ vì hám lợi mà Nguyễn Thị Xuân Anh đã lôi kéo em gái mình là Nguyễn Thị Hồng Ngọc, đang là sinh viên, vào đường dây ma túy, để rồi người này cũng phải rơi vào vòng lao lý và đành bỏ lại tương lai rộng mở đang ở phía trước. Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài, từ tháng 1 năm 2021, Xuân Anh bắt đầu buôn ma túy. Đối tượng mua 300 gram ma túy đá với giá 74 triệu đồng tại tỉnh Quảng Nam, mang về nhà chia nhỏ và bán ngay tại nhà hoặc khu vực xung quanh với giá từ 300.000 đến 1,5 triệu đồng một gói. Hồng Ngọc là em gái Úc, đang là sinh viên, nhưng Xuân Anh vẫn lôi kéo vào đường dây ma túy và tiếp tay cho chị. Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt người chị mức án 20 năm tù và cô mức án 7 năm tù cùng về tội mua bán trái phép ma túy. Đối với mẹ của hai bị cáo, hội đồng xét xử nhận định bà này đã một lần giao gói giấy cho người mua theo lời dặn của Xuân Anh và nhận tiền. Tuy nhiên, do bà này không biết bên trong có ma túy nên không bị truy cứu.